nay thì chúng ta lại có một vài tình huống với là một vài cái câu mà mình sẽ sử dụng trong những cái tình huống, ví dụ như là đây Amokde Kankan, tức là mình tiếp cận với người nào đó đó trong vài tình huống, ví dụ như là đăng sen bureau trong một cái văn phòng, ví dụ như khi các em đi tới một cái văn phòng mấy em muốn nó gặp một ông nhân viên nào đó, em nói là excuse moi de vous déranger, xin lỗi đã quấy rầy ông. Tôi có động từ déranger là quấy rầy một người nào đó, và déranger can quấy rầy một người nào, do đó ta có cái COD thì là chữ vu đó, quấy rầy ông hay quấy rầy bà gì ta cũng dùng chữ vu, và đương nhiên là ta để chữ vu trước động từ. Excuse moi de vous déranger, xin lỗi đã quấy rầy ông. Hoặc là có khi tuy là mình đứng trước cửa văn phòng có mở cửa đi nữa, nhưng mà mình sẽ xin je peux entrer, là tôi có thể đi vào hay không. Cái người nhân viên đó có thể trả lời lại bằng một câu hỏi je peux vous aider, aider là giúp đỡ, tôi có thể giúp đỡ gì cho ông không, tôi có thể giúp đỡ ông không. Ở đây động từ aider, ta có aider can giúp đỡ người nào, và ta có chữ vous đây tức là một COD, người nhân viên đó sẽ nói lại với người đến. Cũng có khi người nhân viên nói câu này là que puis-je faire pour vous, tôi có thể làm gì cho ông. Chữ cờ tức như là hỏi gì, còn puis-je ta đảo ngược chủ từ động từ, đây chính là động từ pouvoir đó. Mọi khi mình hay chia tăng present là je peux, nhưng mà khi ta đảo ngược chủ từ động từ như vậy á, ta đổi thành chữ puis cho hai âm khác nhau, ta nói là peux và je, ta đổi puis-je. Que puis-je faire pour vous, tôi có thể làm cái gì cho ông. Rồi bây giờ ta sang một cái nơi chốn khác, đang duyên soirée, trong một buổi tiếp tân, trong một buổi gặp mặt hoặc buổi tối. Ví dụ như là có một người họ muốn chào một cái người nào đó, ông ne se connaît pas, bonsoir. Ồ, chúng ta chưa có quen nhau đó. Động từ connaître là có biết mặt nhau, có quen nhau, nhưng mà bây giờ chưa quen, ồ chúng ta không quen nhau, nhưng mà xin chào. Còn chỗ đây thì cô có động từ voir là trông thấy, se voir, động từ pronominal tăng passé composé, tức là trông thấy nhau. Người này nói, on ne sait pas déjà vu quelque part, chúng ta chưa có từng gặp nhau ở một nơi nào sao kìa. Đó, quelque part, một nơi nào đó. Ở đây đó, ta có cái participe passé của chữ voir là vu. Cô thấy là trong vài sách văn phạm đó, thì với chủ từ ông, cái nghĩa số nhiều để vào tăng passé composé với những động từ mà có chia với trợ động từ S rồi đó, thì có những sách thì họ hướng dẫn ta là ở đây có thêm chữ S để ắc con với cái chữ ông, mà trong đây thì họ lại không có. Cái đó nó cũng tùy nhiều sách có sự thay đổi đó, nhưng mà mình luôn luôn biết là nếu mà có ắc con với chủ từ đó là phải với điều kiện là cái pronom mơ tơ sơ, nu vu sơ này là COD đó. Và đây đang là COD, ta có động từ voir, can, trông thấy người nào. Bây giờ sơ voir, trông thấy nhau, là ta có COD. Theo lẽ ra là có những sách văn phạm ở đây có viết chữ S để đi theo với chữ ông. Rồi, ta lại qua một cái từ, một lời nói khác. Tuy nhiên là cũng trong một cái buổi dạ hội, ví dụ như là mình gặp lại một bạn cũ. Chien, ok, salut, xin chào. Chien, qu'est-ce que tu fais là? Ồ kìa, bạn làm gì ở đây vậy? Đó là nếu là mình thân mật. Còn nếu mà mình nhận ra một người bạn nhưng mà người đó không nhận ra mình, mình nói là tu ne te souviens pas de moi, động từ se souvenir de, nhớ về một người nào. Ồ, anh không nhớ tôi sao? Còn có khi thì ví dụ như là có một người gặp anh bạn Alan. Alan, can I surprise? Oh, Alan, thật là một cái ngạc nhiên quá đó. Ở đây ta dùng chữ can là mọi khi là mình dùng với ý nghĩa hỏi là cái gì, nhưng mà đây thì lại là tán thán. La surprise là sự ngạc nhiên. Oh kìa, ngạc nhiên quá. Can surprise xa phê long tăng. Oh, lâu quá nhỉ, lâu ngày quá mới gặp nhau đó. Rồi ta lại có một cái câu mà nói khác. Cùng trong buổi tối đó, có một người kia gặp cái cô gái tên là Marianne. Oh Marianne, c'est toi? Je ne t'avais pas reconnu avec cette nouvelle coiffure. Oh Marianne, có phải bạn đó không nào? Tôi đã không nhận ra bạn với cái mái tóc mới này.
có phiêu là cái kiểu chải tóc và tính từ nouvelle là mới. Ở đây ta có động từ reconnaître, nhận ra lại một người mà mình đã từng thấy. Và đây thì người ta để như vậy là tăng plus que parfait, tăng kép. Cái trợ động từ avoir ta chia vào tăng imparfait với kèm theo đó là participe passé và động từ reconnaître hoặc là reconnu. Rồi ở đây ta có chữ tơ. Tôi không có nhận ra bạn. Tơ đây tức là Marianne là cô gái. Và là COD đứng trước như vậy thì participe passé theo sau. Accord là hợp theo giống và số của COD đó, tức là cô gái. Do đó mà cái chữ reconnu này ta có thêm chữ ơ. Có điều là ta đọc thì không phát âm gì hết.